Sau khá lâu thì mình sẽ tiếp tục chơi con game này. Thì má mai thi, nhưng mà cũng lâu lắm rồi không quay lại, kiểu không có thời gian á. Với giờ này mình cũng đang làm game online mà, cũng không có thời gian game online nữa. Nhưng mà online, nhắc tới online chứ hay đụng tới Roblox rồi à. Rồi bữa thì mình mới xuống được cái cầu thang này, cầu thang mà dẫn đến chỗ của cái con này nè. Giờ mình sẽ đi từ đây nè, nói chuyện với anh này trước. Tôi có biết bà ở đâu không? Bà lấy thứ gì đó của tôi phải không? Ở lộn lộn, tao có biết mày ở đâu không? Bà đang nói mày lấy thứ gì đó của tao đúng không? Cái con trộm bé nhỏ. Kitty Needle là cái gì? Kitty Needle, mày đâm bạn mày với thứ đó đúng không? Cái knitting nghĩa là cái mà bà đang làm á, nhưng mà bà thiếu cái gì đó. Cái gì? Bà có phải là mụ y tá đã chết mà tôi đã nhìn thấy trong cái nhà thiên điên của Oswald không? Nhìn ta có giống chết không hả? Con quái vật bé nhỏ. Lấy một cái số đi và đợi đến lượt của mày trong phòng chờ. Nhưng tôi không cần thuốc. Tôi chỉ muốn tìm mèo con tôi thôi. Lấy một cái số và đợi đi. Ta sẽ không nhắc lại đâu. Không bảy. Tôi thắc mắc là tôi đã đợi đây bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu giờ, có thể đã là ba mấy ngày rồi. Tôi đã đợi hơn một tuần, tôi đã đợi được một tuần rồi. Mọi người đợi được bao lâu rồi? Tôi đã đợi được một tháng rồi, nhưng tôi là số 2, vậy lượt của tôi sẽ đến sớm thôi. Tôi đã đợi được 3 tuần rưỡi rồi, chả còn hy vọng nào cả. Xin thứ lỗi, nhưng có cách nào làm cho thời gian nhanh hơn không? Có. Tự làm bác sĩ cho chính mình đi, đó nhanh lắm. Và nếu như cô là bác sĩ thì có thể giúp được tất cả chúng tôi. Vậy tại sao các bạn không trở thành bác sĩ đi? Bởi vì tôi cảm thấy rất ốm. GI là gì? Bởi vì con mắt gở tôi bị mù. Tôi có cái sừng bị gãy, tôi không thể nào trở thành bác sĩ được. Tôi phải là bệnh nhân. Thật ra tôi còn chả bị bệnh nữa. Hãy để cho tôi đi trước các bạn được không? Tôi không thể. Tôi còn chả biết tôi bị bệnh gì nữa. Đó là lý do tôi ở đây. Nhưng tại sao bạn không biết được? Bạn có thể bạn cảm thấy đau không? Đó là một câu hỏi rất khó. Làm nó dễ hơn đi. Sao tôi có thể làm nó dễ hơn được? Chị này là lạ. Bạn đã bao giờ thử tháo Bạn bao giờ thử giật con mắt của bạn ra chưa? Nó sẽ giúp đó. Nó giúp bạn. Thật là khó tin khi nói chuyện với các bạn. Các bạn chả gây gây Bạn nói chuyện chả nghĩa gì cả. Tất nhiên rồi, cô cũng không thể nào làm chúng tôi có nghĩa được. Cô không phải là người nhìn thấy tất cả. Cô chỉ biết tôi trong vòng vài phút thôi. Đó là một khoảng thời gian quá nhỏ để có thể hiểu được tất cả. Ồ, đó là sự thật, nhưng mẹ nữ tu ai. Common sense là gì? Bản năng thừa bình thường á. Chúng tôi hiểu rất nhau rất rõ với cái bản năng bình thường của chúng tôi. Nhưng chúng tôi tôn trọng những người khác biệt. Thành ra mình đấy biết nói chuyện gì nữa. Nhưng ai là người nhìn thấy tất cả? Có phải là Mabuka không? Không, Mabuka biết tất cả.
Nhưng không giống như nhìn thấy tất cả. Bây giờ tôi muốn đợi, bởi vì nói chuyện sẽ không làm thời gian trôi nhanh hơn. Ok, cảm ơn gì không gì cả. Con này 2. Con này số mấy? Con này số mấy? Này nhóc, đây là luật của tao. Để nói chuyện với bậy tá, ok. Nếu như mày không đợi đợi thì hãy để cho tao một mình, không thì tao sẽ cắt mày ra thành nhiều phần và giết mày. Ồ, cô quan thật em bé à? Sao cô biết được chúng tôi là em bé chứ? Này, để cho bệnh nhân nó yên. À đúng rồi, mình biến cái tờ này mình thành số 1 rồi. Hay là mình vẽ nó thành số của mình. Ủa, ở trên mình cũng không có thiếu gì đâu ta. Chứ cái bút nỉ làm què. Đi lên xem. Hãy phút giới dẫn của mình. Mấy cái phòng này mình đi gần hết rồi. Chán gì cả. Cậy cửa ra. Ở lộn, đi lại. Thế giờ làm gì? Đưa vé cho ông này coi. Trao đổi vé. Liệu chuyện này có khả năng xảy ra nếu chúng ta trao đổi vé không? Tôi là vé thứ 7 không? Tôi muốn biết là tôi có đang đau đớn hay không. Tôi muốn biết căn bệnh mà tôi đang gặp phải. Nếu như tôi tìm ra căn bệnh mà bạn đang gặp phải, vậy thì bạn có muốn đưa vé cho tôi không? Chắc chắn rồi, nếu như mà tôi vẫn còn ở đây khi bạn trở về, khi bạn quay lại. Xin thứ lỗi, tôi cần sự giúp đỡ của ông. Tất nhiên cô cần rồi, tôi có thể làm gì nào? Vấn đề về sự kiên nhẫn. Ông có thể nói tôi biết là căn bệnh mà cái sinh vật đang giữ, cái hẻ số 2 đang chờ chịu đựng không? Ông ấy đang chờ đợi. Để tôi nhìn nào.
À nhìn thấy rồi, nhưng mà từ từ góc mà tôi nhìn thì nó không phải là một căn bệnh. Đó chỉ là một cái nhức đầu bị thôi. Nhưng có cách nào để giúp không? Tôi cần tấm vé của anh ấy. Khóc, hãy khóc mà mọi nước mắt mà con hãy khóc cho đến khi đầy cái chai này, nhưng đừng quên. Nước mắt thì phải được thấm lệ bằng những nỗi buồn thật sự. Đó, chuyện này không mực là không quá là quan trọng, không quá là vấn đề đâu. Con cứ tưởng mọi chuyện về tuyệt vời hơn khi mà con và mẹ của con được trở về nhà, nhưng bây giờ thì mọi chuyện rất là khó hiểu. Dì Quét thì như bị điên vậy, nói chuyện với cô ấy quả là kinh khủng. Con đã thật sự tin tưởng cô ấy, dì ấy chứ. Con không biết phải làm gì nữa. Mabuka nói rằng con đã được lựa chọn cho thứ gì đó, nhưng cô ấy lại đi ngủ và không bao giờ trả lời câu hỏi của con. Con cần mẹ của con ngày nửa đêm. Cái ôm chính là cái gì mà nó kiểu nó sẽ ta confirm, nghĩa là nó kiểu hiểu bên tiếng Anh mà quên tiếng Việt gì ta. Nói chung là xoa dịu mà xoa dịu. Con chỉ muốn tìm thấy cậu ấy thôi. Vậy nên chúng ta có thể về trở về Iseta và hạnh phúc. Wow, quả là một cảm giác đau đáng yêu hả? Lớp đi Ben lòng về. Ok, bỏ hòa bỏ hòa. Bật đèn lên cho vui. Cuốn hướng này đi, ngày sẽ trở nên rất tuyệt vời, trở nên tuyệt vời hơn. Cô đang cố gắng giết tôi bằng thuốc độc quá à. Đáng yêu thật. Thử xem nè. Thứ này thật tuyệt vời. Hãy cho tôi thêm nó đi. Không, để tôi yên. Thứ chào đổi vé rồi mà. Ok, được rồi. Cảm ơn. Nước mắt của cô thật là ngon. Rồi tới số 2 rồi. Rồi vẫn chưa tới lượt của mày đâu. Tới lượt của tao. Xin chào bệnh nhân thứ hai. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể để cứu bạn. Cứu bạn. Bạn đã có lịch hẹn trước chưa? Thật sự không. Nhưng mà cô nói cháu là phải lấy một cái số và đợi. Tôi xin lỗi. Chúng tôi không giúp những người bệnh mà không có hẹn trước. Nhưng tôi không bị bệnh. Tôi mất mèo của tôi và tôi chỉ muốn tìm lại cậu ấy thôi. Một con mèo mất hả? Đừng lo. Đó là một cảm xúc bình thường của căn bệnh. À, cháu may mắn nữa. Một số người còn mất cả tâm trí. May mắn ư? Nhưng làm sao để có một cuộc hẹn bây giờ? Cứ gọi cho tôi. Đây là thẻ của tôi với lại một con với cái số. À, chỉnh có điện thoại đúng không? Chỉnh có điện thoại đúng không? Đụng mẹ đứng trước mặt rồi phải đi gọi nhau nữa. Chế nha. Chỉnh nó có cái điện thoại. Phòng này nè. Không một hai hai một 2 1 7 2 7 6. Xin chào. Vâng, cô nói với cháu là phải đặt hẹn trước. Và đây chính là fanboy ạ. A pair of eye là gì? Ok, xong đó. Trọng mất thời gian. Bà đã có lịch đặt hẹn trước chưa? Có.
Tên tôi là Fambo và buổi hẹn bắt đầu ngay bây giờ. Để tôi xem nào. Đúng rồi, bạn có hẹn. Bác sĩ sẽ gặp bạn trong 1 phút, trong vài phút nữa thôi. Hãy đi ngang cánh cửa bên phải của bạn. Cảm ơn. Đi. Tôi xin lỗi. Tôi có làm bạn sợ không? Độ mà đáng lan man, xin lỗi. Có chứ, quả là một cơn ác mộng. Bạn giống như một con người bình thường vậy. Cảm ơn. Nhưng nếu như mà bạn không phiền thì tôi có hẹn. Thật ra tôi không phiền đâu, bởi vì nó đéo phải chuyện của tôi. Hay. Đây nè, grandma nè. You have been chosen to end your... Mày vẫn chưa chọn cách tự tử à? Con cơn đau chưa đủ sao? Mày là grandma phải không? Thật ra ta vẫn chưa có cơ hội để giới thiệu bản thân. Buồn thật, nhưng mày không thể nào được nhìn thấy trong cõi thực tại thứ ba trong một khoảng thời gian quá lâu. Ta chính là grandma, thứ bóng tối tồi tệ gì ta, công tước của bóng đêm hay hoàng tử. Tao biết mày là ai, đừng giả vờ như chả có chuyện gì xảy ra cả. Mày giết bố mẹ tao đúng không? Mèo của tao đâu? Mày đã làm gì với bác sĩ Dean rồi? Tao rất thích tận hưởng nhìn mày gì ta. You're suffering deep with your eye. Tại sao đau đớn chịu đựng lại liên quan đến không mập á? Nói chung là con nẻ đang ăn cái sự đau đớn của mình. Hay mà chữ khó, dòng khó dịch nữa. Mày dưới sự kiểm soát của tao. Không đúng, không bao giờ nữa. Tao sẽ không cho phép mày lừa tao nữa đâu. Nói cho tao biết, tại sao mày giết bố mẹ tao, tại sao? Mày đang nghĩ là... What I who did? Mày nghĩ tao là những người chỉ làm chuyện tồi tệ thế này không? Tao đã nhìn thấy mày ở bên... Trong cái đêm bố mẹ tao chết bên ngoài cửa sổ. Chắc chắn là mày, người làm. Mày tin con mắt của mày quá rồi. Mày đã không... Gì ta? Chẳng phải mày đã học rằng trí não của con người rất yếu sao? Cơ thể của mày rất nhỏ bé, rất dễ để bị xâm nhập. Rồi, hiếp dâm rồi. Đồ. Không, chuyện này không thể. Dừng lại đi. Ruột gan phèo phổi kìa. Tao không có làm, đâu phải là tao. Dừng lại đi. Vậy là ai làm? Ai đã giết bố mẹ của mày? Câu tiếp theo là gì không biết nữa. Xong luôn. Mình không có giết bố mẹ, mình không có giết bố mẹ. Con quái vật đó chỉ cố gắng lừa mình thôi. Mọi người ở đây đều điên khùng cả rồi. Mình còn phải tìm ra con mèo của mình về đi. Vậy đây ông bác sĩ đi nè, với lại con mèo nè. Mèo con, mình đã ở đây rồi, cậu có cảm thấy ổn không? Mèo con trả lời mình đi, chuyện gì xảy ra cậu vậy? Mèo mèo. Tại sao cậu không nói chuyện? Đụng bữa gặp được mèo nói chuyện dữ quá rồi, giờ nó im xong cái chắc kiểu sốc á. Tại sao cậu không nói chuyện với mình ngày nửa đêm? Đừng làm vậy với mình. Nói chuyện với mình đi ngày nửa đêm, chuyện này đéo vui đâu. Đây chính là nơi đó phải không? Cháu cần phải rời qua đây ngay lập tức. Để cho cháu có thể nói chuyện với tay một lần nữa. Ông sẽ đưa cháu đến Itesta, vẫn là cái chỗ cây á. Cháu yêu, ba lông chát có thể giúp tất cả chúng ta. Ông hứa. Chú hay ông là đụng má thôi. Ta hứa chẳng chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng ai sẽ... Nói chung là chẳng ai sẽ chia rẽ chúng ta nữa. Mèo. Được rồi mèo con, mình sẽ trở lại ngay. Ủa, nãy giờ dòng chữ nó chèn từ đây xuống là của thằng nhỏ này nói hay anh tưởng của ông kia nói? Nói lộn. Có cái ống tim nè.
tiêm vô người ông này thôi. Chắc chị đào. Ôi tiêm thiệt à. Vãi. À, thứ đeo thứ quái quỷ gì vậy? Đừng lo lắng, bác sĩ Dean là cháu đây. Tao không thể nào nhìn rõ lắm. Frambo từ cái nhà thương điên Oswa. Chúng Sentimenti. Chúng ta đã ở Sentimenti nhớ không? Fran, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chú lại bị trói vô một cái ghế? Cháu đã làm gì? Cháu đang cố gắng giúp cái con quái vật khổng lồ đã đưa ông tới đây. Quái vật bự thôi. Được rồi Fran, quái vật nào? Cho ông chú không thích chơi game tí nào. Được rồi, nó không phải là một con quái vật nhưng mà để cháu giúp chú. Con này đang làm gì đây vậy? Tao tưởng mày trói lại rồi cơ mà. Thấy chưa, tao nói này, con nhỏ này khó hùng chủng lắm mà. Mà ông có muốn tôi giết nó luôn không? Giết tôi hả? Gì quay? Tại sao dì nói như vậy? Ai là lão già này? Wow, đáng yêu thật. Mày, giọng của mày y chang như mẹ mày khi mà con bé còn nhỏ vậy. Mẹ của tao. Ô lộn. Thôi, mẹ của tao. Mày biết mẹ của tao hả? Mày là ai? Tao chính là bác sĩ Oswald Harrison. Tao biết mọi thứ về mày, Fran. Oswald. Từ cái nhà hương điên Oswald hả? Đúng vậy, Fran. Cái cùng cùng là ông già. Nhưng tại sao mày lại biết mọi thứ về mẹ tao và bà của và dì của tao? Rất nhiều năm trước tao đã được học rất học học về cái gì ta, kiểu câu chuyện của hai đứa song sinh Lucica và Gabe, là một phần của trong học tập của ta. Cả hai đã giúp tao tìm được chìa khóa đến sự nhớ thành công. Chìa khóa. Nhưng ông có biết rằng bố mẹ của tôi đã bị sát hại không? Tất nhiên rồi. Grammar là một chuyện rất tốt. Sức mạnh thao túng của hắn quả là tuyệt vời. Thứ mà tao không hiểu đó là tại sao mày lại tỏ ra bình thường như vậy. Rốt cuộc thì mày cũng là người cầm con dao đó. Tôi không nên tỏ ra bình thường. Tôi biết chắc chắn Raymond đã làm. Nhưng tại sao hắn lại theo đuổi tôi chứ? Raymond là một cái manifestation là gì? Của cái điểm yếu của con nhỏ này. Bị mù và sức mạnh. À, từ từ, cái lại cái tử đó rồi. Tại sao một con quái vậy giết bố mẹ tôi chứ? Vì khớp. Bởi vì bố mẹ của mày đã xen vào công việc của tao. Nhưng tao làm cho mày một chuyện, mày đang phải chịu đựng. Và con dao thì kết nối với sự trưởng thành và sức mạnh. Fan à, Oswald, làm ơn cứ làm những gì chúng ta cần phải làm đi. Dì quét, đừng 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 tức giận với cháu mà, chúng ta là gia đình mà. Hãy cho cháu đi, mèo của cháu, thì cháu có thể tìm một nơi để đi mà không phải làm phiền cô chú nữa. Hãy cho chúng cháu đi đi. Có lẽ mày đúng Fran, nhưng tao xin lỗi vì đã quá khó khăn với mày. Được rồi, hãy đi nào. Đi đâu vậy? Ủa? Fran, cháu yêu, hãy nghe ta này. Mày phải biết là bác sĩ Oswald chỉ muốn những gì tốt nhất cho mày thôi. Khi Lucica mang bầu và đẻ ra mày. Ủa? À, ông ấy biết rằng mày sẽ trở thành một cô gái rất là đặc biệt. Ông ấy nói với chúng tao thì phải chăm sóc mày thật tốt. Nhưng mẹ mày đã phản bội chúng tao. Bà ấy muốn giấu mày khỏi chúng tao. Bà ấy cứ nghĩ chúng tao muốn giết mày nhưng đó không phải sự thật. Bác sĩ Oswald chỉ muốn làm cho mày những gì tốt nhất thôi. Nhưng những gì chứ? Nhưng cái gì là tốt nhất chứ?
Nên mày mày cần phải cho mày thực hiện một thí nghiệm nho nhỏ lên người mày rồi mọi thứ sẽ ổn sao? Tất nhiên, nhưng sẽ có một thứ chúng ta cần phải xử lý, đó là thứ phản bội này phải chết. Rồi đẩy ba xuống luôn. Không, mèo con. Được rồi, friend. Đừng lăn lộn trên sàn nhà nữa, con mèo mày chết rồi. Nhưng nó là bạn của tao, mày giết bạn tao. Mày cũng đã giúp con đó giết bạn tao đúng không? Đúng không? Sao mày có thể sống như vậy với bản thân mày hả? Tao ghét mày, tao ghét mày. Đủ má, đĩ chó. Bóp cổ. Đụ mẹ tay như người cái que bóp cổ chết hả trời. Làm ơn cứu với. Phải bị bé 7 tuổi bóp cổ chết. Còn cái chết nào nhục hơn không? Sao mày dám đụng đến vết con quái vật nhỏ? Xong luôn. Căng thẳng phết nha. Chắc quá căng thẳng luôn. Có một người dịch tuyệt vời căng thẳng hơn nữa. Trời ơi. Con nhỏ nó điên rồi. Đưa nó cho tao. Chúng ta sẽ thực hiện thí nghiệm khi nó vẫn còn ấm. Đập phức. Cần phải chiết xuất não của nó ngay lập tức. Friend, cháu có ổn không? Các người làm gì vậy? Cậu ấy là cố gắng giết tôi. Ông đã đúng vậy, friend. Con bé điên rồi. Nhưng cô ấy đang chảy máu. Hãy để tôi giúp nó. Không, mày không giúp được. Bây giờ con bé là của tao. Tao đã xem chuyện này. Tao đã chờ đợi thời khắc này bao nhiêu năm trời rồi. Tìm kiếm một đứa trẻ đúng, một cái não đúng. Bây giờ tao đã có được nó. Không chuyện gì hay ngăn cản tao cả. Ít quá. Đùng. Oh friend, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ông là ai? Tao chính là Edward. Cái thứ mà rất nhiều trẻ con nhắc tới. Nhưng mày đéo phải con người. Ego Edward. Tôi tìm thấy cậu ấy rồi. Tránh xa con bé ra, để con bé một mình. Farm bé nhỏ cần phải được cứu. Con có nghĩ con có thể sử dụng chung cơ thể cùng một cái cơ thể không? Hay có thể sử dụng cơ thể này để cứu nó luôn không? Tất nhiên rồi, nó vẫn không mà chết, vậy nên đi thôi nào. Hỏi mẹ Mabuka. Bà đã lấy đi sự trong trắng của đứa trẻ này. Friend bây giờ chết vừa sống, tỉnh dậy trong bóng tối friend, và cháu sẽ đi hẳn về phía ánh, và cháu có thể đi hẳn về phía ánh sáng. Rồi cứu rồi. Tiếng này hơi khó chịu hết rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ít quá. Balloon chat. Trái tim của cháu đau quá. Ngày nửa đêm mày vẫn còn sống. Mèo của tao. Tao nhớ mày rất là nhiều. Nói cho tao điều gì đó đi. Friend, chúng ta phải đi nào. Đi ngay bây giờ. Bác sĩ Dean, nhìn này. Đây là ít quá với Balloon chat. Cháu đã nói với ông về họ rồi. Nhớ chứ. Cháu nói là họ có thật, nhìn thấy không? Bây giờ chú tin chưa? Tin nổ não luôn, đụng mẹ máu chảy ra kìa. Bây giờ ông ấy không thể nghe thấy được. Có lẽ ông ấy đã bị sức mạnh của Mabuka kiểm soát rồi. Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ. Có gì phải dội. Nhưng mà ông ấy có thể đi chúng ta không? Ông ấy đã đối xử tốt với cháu. Ông ấy rất muốn bảo vệ cháu và giúp cháu. Chúng ta không thể nào mang ông ấy đi theo. Chúng ta xin lỗi. Nhưng tất cả những gì chúng ta phải làm là
làm cho ông ấy tin rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi. Ông ấy sẽ tỉnh dậy và nghĩ rằng chẳng có chuyện gì đã xảy ra cả, nhưng mà ông ấy sẽ không nhớ cháu Fran ạ. À, cháu hiểu rồi, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cháu nghĩ miễn là ông ấy an toàn. Wow, quá là tốt, cháu quả là tốt bụng. Ok, cháu đã trở thành một với tất cả mọi thứ. Bố mẹ của cháu sẽ rất tự hào về cháu. Cô thực sự nghĩ vậy sao? Cảm ơn cô Ba Long Chat. Thực sự mình không biết con này là trai hay gái nữa nên gọi là cô. Tại vì nó đã mắc màu hồng. Bây giờ hãy gửi Dr. Dean về nhà nào. Tạm biệt bác sĩ Dean. Đi nào friend. Có rất nhiều thứ cháu cần phải học và khám phá. Tôi vẫn không biết được nhiều thứ, nhưng một thứ mà tôi biết đó là giữa cái ác và nỗi sợ, tôi chọn sự hạnh phúc. Yeah, sau 8 tháng mình đã hoàn thành con game chó đẻ này. Để coi nốt cái đoạn này coi có gì hay không. After credit nữa. Thôi dở hơi, cái bãi game lộn mình làm đéo có after credit. Đó, xong rồi đó.